Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bài số 4, chủ đề 4 trong sách hướng dẫn tin học lớp 5, đó là bài tiếp theo về hủ tục logo. Thì đầu tiên mình sẽ khởi động phần mềm logo lên trước cái đây. Ở đây mình sẽ chọn cái độ dày, mình set bend size cho cái nó dày như thế này. Ok. Và chọn cái màu set bend color màu đỏ, bấm ok. Rồi. Thì ở cái bài cũ các bạn đã học về cách tạo cái hủ tục để vẽ những cái hình cơ bản ở trong phần mềm logo. Khi mà các bạn tạo ra một cái hủ tục, ví dụ như cái hủ tục mà mình học ở cái bài số 3, đó là tạo cái hủ tục vẽ cái hình tam giác, thì đúng ra khi các bạn tạo như vậy thì các bạn tới đây các bạn sẽ bấm chữ tam giác là nó sẽ vẽ được cái hình tam giác, nhưng nó lại báo là không vẽ được, bấm CS đi. Thì như vậy có nghĩa là khi mà các cái hủ tục mà các bạn đã tạo, mà các bạn đã học bài trước rồi mà các bạn không lưu lại thì nó sẽ không có lưu lại ở trong cái phần mềm logo. Như vậy thì bây giờ mình sau khi tạo xong mình phải lưu lại. Bây giờ đầu tiên mình sẽ tạo cái hủ tục tam giác trước đã. Ví dụ như mình sẽ dùng cái hủ tục là mình đã học bài số 3 rồi, edit dấu ngoặc kép chữ tam giác, mình bấm enter. Rồi ở đây mình bấm e xuống hàng, mình sẽ vẽ một cái hình tam giác đều, ép giờ đi hẳn 100 bước, quẹo phải 120 độ và mình cho nó vào cái vòng lặp lặp lại 3 lần. Rồi các bạn bấm File, Save and Exit. Khi đó các bạn ở đây các bạn bấm tam giác. Thì như bài trước, nếu như mình bấm chỗ này là tam giác thì nó phải ra đúng như vậy. Nhưng mà hồi nãy mình bấm là nó sẽ không ra. Lý do là mình chưa có lưu. Thì bây giờ mình sẽ học cái cách lưu cái hủ tục này ở trong logo, nghĩa là lưu lại. Để khi mà mình tắt cái này đi, mình mở lại, mình bấm chữ tam giác, cái là nó lên liền, chứ không có cần phải làm lại các bước như hồi nãy nữa. Thì để làm được cái việc này, các bạn cần phải biết một cái câu lệnh mới, đó là câu lệnh bắt đầu bằng chữ save, S, A, V, E. Save là lưu lại. Rồi các bạn mở dấu ngoặc kép. Rồi ở đây các bạn có thể đặt tên gì cũng được. Các bạn có thể đặt tên là các thủ tục như trong sách giáo khoa, hoặc là các bạn chỉ đặt tên là thủ tục thôi cũng được. Cái chỗ này nó không quan trọng, nhưng cái chỗ này nó mới bắt buộc là cái phần chấm LGO. Đây là cái phần mà bắt buộc các bạn phải giống. Có nghĩa là cái chỗ này thì các bạn muốn nhập sao cũng được, còn những cái phần còn lại là các bạn phải nhập theo đúng cái cấu trúc của cái phần mềm này. Đó, bây giờ mình sẽ bấm vào cái chữ Save hủ tục LGO này, rồi mình bấm Enter. Thì như vậy là mình đã lưu rồi đó. Mặc dù các bạn sẽ thấy nó không có gì hết, nhưng mà khi các bạn đóng phần mềm này lại, rồi các bạn mở lại, thì các bạn bấm vào đây cái chữ tam giác. Ở đây nó không hiểu. Lý do là hồi nãy mình chưa có cái. Thì bây giờ khoan, mình sẽ làm lại, kiểm tra lại. Bấm CS đi. Mình sẽ vào không phải là nó không hiểu đâu. Lý do là khi các bạn tới đây mà các bạn bấm vào chữ tam giác mà nó không hiện lên được, là tức là mặc dù mình đã có lưu rồi, nhưng mà khi các bạn lưu như vậy các bạn phải load nó lên. Trước khi mà các bạn làm việc gì đó, các bạn phải cần phải load lên. Thì các bạn phải nhớ lại cái câu lệnh tiếp theo. Hồi nãy là cái câu lệnh lưu, còn bây giờ câu lệnh mà tiến hành nạp nó lên đó, thì các bạn sẽ dùng lệnh là load, có nghĩa là chữ LOAD. Và các bạn cách khoảng ra một cái, các bạn bấm dấu ngoặc kép, rồi các bạn bấm chữ hủ tục chấm LGO. Đó, các bạn nhớ nha. Cái này nó phải giống như cái tên hồi nãy mà mình lưu thì nó mới load được. Bây giờ mình sẽ bấm đây, mình load. Đó, rồi bây giờ các bạn bấm tam giác là nó sẽ ra được bình thường. Đó. Còn lý do mà nó thành màu đen là do là mình chưa chọn cái độ dày thôi. Cái độ dày này nó sẽ không có, chưa có lưu. Đó, rồi mình set band color. Đó, nó chỉ lưu lại cái nét vẽ này thôi. Ví dụ mình bấm CS đi, rồi mình bấm lại chữ tam giác thì các bạn sẽ thấy nó có đồ viền và màu rồi. Đó, đó là cái cách lưu và cái cách load lại. Các bạn nhớ là các bạn phải lưu, và sau khi các bạn tắt, các bạn mở lại, các bạn phải bấm cái lệnh là load hủ tục LGO, hoặc là các hủ tục thì cái tên nó không quan trọng, nhưng mà các bạn phải nhớ đúng cái tên này thì các bạn mới load lên nó được. Đó, đó là cái cách sử dụng, cách lưu và load cái hủ tục LGO.
trên logo. Nhưng mà hiện tại thì cái này các bạn sẽ thấy bây giờ mình mới có lưu cái hình tam giác thôi. Bây giờ mình muốn lưu thêm cái hình vuông nữa thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên các bạn cũng tạo ra một cái thủ tục hình vuông tiếp. Ví dụ như các bạn sẽ tạo thủ tục hình vuông bằng cái lệnh là edit dấu ngoặc kép, mình đặt tên là hình vuông. Đó, các bạn cần phân biệt được đây là cái cách tạo cái thủ tục, và còn cách lưu thủ tục là hồi nãy nó khác, save mới là lưu, còn đây là mình tạo một cái thủ tục mới. Thủ tục này là vẽ hình vuông thì mình bấm lệnh edit hình vuông, bấm enter thì nó sẽ ra cái hình vuông. Cái hình vuông và tam giác nó riêng biệt nhau nha các bạn. Rồi các bạn bấm xuống đây, các bạn dùng lệnh fg 100 đi hẳn 100 bước, quẹo phải 90 độ và cho tất cả này nó vào vòng lặp, lặp lại 4 lần như vậy. Rồi các bạn bấm file save and exit. Rồi bây giờ mình bấm thử hình vuông thử coi. Rồi bây giờ mình xóa đi, mình bấm một chữ hình vuông để nó không có bị dính với hình tam giác. Rồi khi đó các bạn làm xong cái hình vuông thì các bạn phải nhớ save lại thì nó mới nằm trong cái thủ tục được. Thì khi đó các bạn cũng bấm lại cái lệnh là save thủ tục chấm lgo, rồi các bạn bấm enter. Việc làm này để giúp cho mình lưu lại thêm một cái hình vuông ở trong cái thủ tục chấm lgo này. Nghĩa là trong thủ tục lgo này nó sẽ có hai hình, đầu tiên là hình tam giác, thứ hai là hình vuông. Như vậy thì làm sao để mình kiểm tra được trong cái thủ tục này nó có bao nhiêu hình, thì các bạn sẽ vào đây các bạn kiểm tra bằng cách bấm lệnh e g a l l, rồi các bạn bấm enter, hoặc các bạn có thể bấm trực tiếp vào cái nút ở đây cũng được này. Ở đây nó có cái nút edon đây nè, đó, các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy tất cả những cái thủ tục mà các bạn lưu ở trong đây nó đều nằm ở trong cái edon này. Đó, các bạn thấy không, ban đầu là cái hình tam giác nó nằm mình tạo trước, nó nằm bên dưới, tiếp theo là hình vuông, thì mỗi cái thủ tục nó sẽ bắt đầu bằng cái chữ tu và kết thúc bằng chữ end. Và sau cái chữ tu đó là tên của từng thủ tục thì nó khác nhau, và câu lệnh của mỗi thủ tục nó sẽ khác nhau, giống như mình tạo. Bây giờ mình sẽ đóng này lên đi. Bây giờ mình bấm no đi, tại vì mình lưu rồi mình khỏi cần phải z nữa. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái thủ tục vẽ hình tròn, thì các bạn cũng là edit mở ngoặc kép, đặt tên là đường tròn, đường tròn chứ không phải hình tròn mà đường tròn. Rồi các bạn bấm enter thì mình sẽ tạo cái thủ tục đường tròn bằng cái lệnh là fg 1 đi hẳn một bước, quay qua phải 1 độ, sau đó bỏ tất cả các cái này vào vòng lặp, lặp lại 360 lần. Rồi đó, ví dụ như đây mình giả sử mình là cho nó là 2 đi để cho nó ra sai, để rồi mình hướng dẫn các bạn cách sửa lại. Đây mình file save and exit như vậy. Rồi mình sẽ dùng cái lệnh là đường tròn thử coi nó ra cái hình cs chứ đi, xóa đi, rồi mình dùng cái lệnh là đường tròn. Hồi nãy hình như mình chưa có lưu thì mình bây giờ mình bấm edit đường tròn, bấm enter ở đây tu đường tròn. Ở đây nó báo không đúng là do mình thiếu cái repeat mà không có bao nhiêu lần đó, nên nó không hiểu luôn. Mình sẽ cho qua 360 lần, rồi mình bấm file save and exit. Rồi các bạn sẽ dùng lại cái đường tròn thì các bạn sẽ thấy nó ra cũng đúng chứ không có có sai hết. Bây giờ mình sẽ sửa lại đi. Ví dụ như bây giờ mình CS thì mình vào cái lệnh edit đường tròn này, mình sửa là cho nó quay, ví dụ như đây là thay 1 đi, cho nó quay là ví dụ như 10 thôi. Mình bấm file save and exit, rồi mình dùng lại đường tròn, nó ra cái hình không giống lắm. Mình bấm CS đi, mình sẽ dùng lại cái ví dụ như đây 10 đi, đây 1 thôi, để cho nó ra cái hình cho các bạn dễ nhận biết cái sự sai. Đó, ví dụ như nó vẽ không ra cái hình tròn mà nó ra cái hình như thế này thì các bạn sẽ sửa lại cái
cái hủ tục, riêng cái hủ tục đường tròn như thế nào thì các bạn cứ bấm CS giống như nãy giờ mình làm, xóa đi, rồi mình vào lại cái lệnh là edit đường tròn để tiến hành mở nó lên và sửa nó. Ví dụ như ở đây là repeat 360 độ, mà ở đây 1 có đúng, mà mình cho 10 thì mình xóa xuống 0 đi. Và các bạn bấm File, Share and Exit, và mình bấm lại chữ đường tròn là nó sẽ ra lại cái đường tròn bình thường. Rồi, giờ mình sẽ xóa này đi. Thì như các bạn thấy ở trong cái hủ tục .lgo hồi nãy nó sẽ có 3 cái. Bây giờ mình muốn xóa bớt một cái thì các bạn cũng vào lại cái lệnh IDO này. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình tạo cái đường tròn thì nó xóa, nó ra thêm cái đường tròn, có nghĩa là tất cả các hủ tục nó đều nằm ở trong đây. Bây giờ mình muốn xóa bớt một cái, ví dụ như mình muốn xóa cái hình vuông đi, thì mình bôi đen cái cụm này, mình bấm Delete, mình đưa lên, rồi mình bấm File, Save and Exit, mình xóa cái hình vuông rồi. Như vậy khi các bạn nhập vào hình vuông nó sẽ không còn ra nữa. Đó, vì mình đã xóa rồi đó, các bạn thấy nó báo là không hiểu. Nhưng các bạn nhập vào cái hình tam giác, đó, và nó vẫn ra được bình thường. CS nhập vào cái đường tròn thì nó vẫn ra được bình thường. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tắt cái này, mình bấm CS đi. Bây giờ mình thử tắt cái này. Khoan, trước khi đó mình cần phải lưu lại ở cell hủ tục. Trước khi các bạn tắt, các bạn phải lưu lại LGO, các bạn phải lưu lại. Đó, rồi các bạn tắt. Bây giờ mình sẽ mở lại cái nó còn lưu không? Nếu đúng như mình làm thì nó sẽ còn lưu lại cái hình tam giác và hình tròn, còn hình vuông mất. Bây giờ mình sẽ bấm hình vuông trước đó. Đó, nó không có, mình bấm CS đi. Bây giờ mình bấm chữ tam giác. Tam giác nó cũng không có luôn. À, lý do là các bạn chưa load lên. Đó, mình bấm CS đi. Bây giờ mình phải dùng cái lệnh load. Đó, các bạn phải nhớ cái lệnh này, load hủ tục .lgo, load trước cái đã để cho nó tiến hành hoạt động. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái chữ hình vuông trước đi. Hình vuông nó không có, nó mình xóa rồi. CS thì bây giờ tới tam giác thì có không? Các bạn thấy tam giác vẫn còn luôn. Mình bấm CS đường tròn. Đó, thì các bạn thấy đây là cái cách sửa cái hủ tục, cũng như là lưu cái hủ tục cũng và thêm những cái hủ tục ở trong cái phần mềm logo. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng hủ tục để vẽ và lưu lại cái hình bông tuyết nó có tám cạnh như trong sách như thế này. Mình sẽ quay lại cái phần mềm logo. Trước tiên là các bạn cần phải biết cách vẽ trước. Ở đây mình sẽ vẽ một cái đường thẳng 100 bước tới đây. Sau đó mình sẽ vẽ cái sao, nó có mỗi cái này là 10 bước thì nó chia ra một tới đây nó sẽ quay qua 60 độ. Đó, 60 độ và lặp lại 1 2 3 4 6 lần như vậy. Thì thứ tự mình nó sẽ vẽ như thế này. Giờ mình sẽ cho nó cái màu đi. Set Pen Size, độ dày trước cái đã. Ok, Set Pen Color, màu đỏ. Rồi, các bạn sẽ dùng một cái lệnh là tạo hủ tục là Edit. Trước khi các bạn tạo hủ tục Edit thì mình làm từng bước cho các bạn đi. Mình sẽ dùng cái lệnh là F giờ 100. Sau đó F giờ 10. Đó. Rồi sau đó BK 10. Có nghĩa là F giờ là 100, là đi thẳng 100 bước. Sau đó đi thêm 10 bước nữa và lưu lại 10 bước. Và dùng cái lệnh là quay đầu 60 độ. Sau đó các bạn sẽ cho cái này nó vào cái vòng lặp, lặp lại 6 lần. Bạn bấm Enter thử. À, mình đã sai một bước rồi. Bấm CS đi. Để mình kiểm tra lại. À, cái bước này không phải là lặp lại, không phải là quay qua 60 độ, mà là mình đã sai ở cái bước chỗ ở đây. Các bạn sẽ thấy ở đây nó repeat ở đây nó không có đúng, mà nó sẽ repeat ở chỗ này. Nó sẽ repeat ở chỗ đây, đi hẳn 100 bước. Lùi đi hẳn 10 bước, sau đó đi hẳn 100 bước, rồi đi tới 10 bước nữa, rồi lùi 10 bước, rồi quay qua 60 độ. Thì cái chỗ này nó phải lặp lại ở chỗ này mới đúng.
Mình bấm Enter. À, mình sẽ trước cái này. Đây mình kiểm tra coi nó có dư rồi. À, nó dư rồi hai cái đây. Đó. Đó, thì mình sẽ vẽ được cái bông tuyết đầu tiên. À, tương tự như vậy, mình bấm CS đi. Rồi, mình sẽ dùng lại cái lệnh này. Sau đó thì các bạn sẽ thấy nó sẽ lùi lại 100 bước. Và nó quay đầu. Quay qua 45 độ. 45 độ là quay qua cái góc này nè bạn. Các bạn lấy 360 độ mà các bạn chia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là các bạn sẽ quay qua được cái góc này là 45 độ. Để mình kiểm tra lại cái lệnh ban đầu của cơ con rùa nó đứng ở chỗ nào rồi đây. À, nó đứng ở đây, có nghĩa là mình phải lui về 100 bước và mình sẽ quay qua 45 độ và mình lặp lại 8 lần như vậy. Đó. Mình bấm CS đi. Rồi, bây giờ mình sẽ lui về 100 bước là BK 100 và quay qua phải 45 độ. Tất cả cái này mình cho nó vào vòng lặp và mình lặp lại 8 lần. Bấm Enter. Là các bạn đã vẽ được cái bông tuyết. Thì nhiệm vụ của mình tới đây thì nó sẽ lưu vào thôi. Bây giờ mình sẽ bôi đen cái này đi. Đó, mình bấm chuột phải, mình chọn Copy. Rồi. Rồi mình bấm như đi, mình CS. Rồi bây giờ mình làm cái thủ tục bông tuyết là mình tạo là edit mặt kép bông tuyết. Đó. Rồi mình bấm enter. Rồi cái chỗ này, cái bước này mình bấm edit path để nó dán cái đó vào. Rồi các bạn bấm file save and exit. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần bấm chữ bông tuyết, bạn bấm enter là nó sẽ vẽ được cho các bạn cái bông tuyết này. Và các bạn muốn lưu này lại thì các bạn phải bấm vào mở ngoặc kép thủ tục .lgo để lưu tiếp vào cái hồi nãy. Rồi các bạn bấm Enter. Rồi các bạn bấm chữ Edo này thử coi nó có chưa. Đó các bạn thấy ngoài cái tam giác, cái đường tròn bây giờ nó đã lưu thêm cái bông tuyết ở đây. Thì khi đó các bạn đóng cái này lại đi. Này mình bấm Cancel đi. Đây mình bấm thủ tục, nãy mình bấm save rồi, bây giờ mình CS đi. Mình tắt này. Rồi. Mình mở lên lại. Nhưng trước đó các bạn phải nhớ load lên, load mở ngoặc kép thủ tục .lgo. Rồi các bạn nhập cái chữ bông tuyết thử. Đó, như vậy là nó đã vẽ xong. Không có màu thì các bạn cứ chọn màu và cái độ dày thì nó sẽ ra cái màu giống như mình nói ban đầu thôi. Thì đây là cái nội dung chính của cái bài số 4. Mình thấy nó cũng có khá nhiều cái mới cho các bạn nghiên cứu thêm, nó sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu như có chỗ nào các bạn không hiểu thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.